Sau đây, trân trọng mời quý vị cùng thưởng thức nghệ thuật diễn xướng lôi cuốn của nghệ nhân dân gian đồng thầy Đinh Xuân Thiệu qua giá Chầu Lục. Trân trọng kính mời quý vị và xin mời nghệ nhân dân gian Đinh Xuân Thiệu. Thank you.
Nghệ An đi, đức làm người dân thủ Nghệ An đi, về Nguyễn Thiên.